Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày 15 âm lịch. Thì khoảng nửa tháng cũng như 15 ngày nữa là đến Tết nha mọi người. Thì năm nay tình hình dịch nó cũng vẫn còn nên một số địa phương có thể là giãn cách sớm, anh em có thể về quê ăn Tết sớm. Thì shop cũng vậy. Năm nay có thể shop nghỉ sớm nha mọi người. Hôm nay 15 thì 2 ngày nữa là 16, 17 là hết ngày 17 là shop sẽ bắt đầu đóng cửa nghỉ Tết. Thì qua Tết thì ngày mùng 7 Tết thì shop sẽ bắt đầu mở cửa bán lại nha mọi người. Thì hiện tại chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Nếu anh em mà đang cần cái gì á thì tranh thủ sớm shop rạng. Ví dụ như thiếu cước để cước nè, cước là cái quan trọng. Ví dụ đang cần cước để trong thời gian từ đây cho tới Tết hoặc là qua Tết, trong thời gian Tết nó đi đánh á, thường là Tết tất cả các shop họ cũng đều đóng cửa, nên anh em tranh thủ có thể là mua thủ trước cho mình một cuộn cước, cái đó quan trọng nha, để Tết đi đánh mà lỡ hết cước là cũng khó tìm nó. Thì mọi người cần gì, bất cứ cần một máy nó hoặc cước thì cứ alo cho Đạt trong ngày nay, ngày mai và thêm một ngày mốt nữa thì shop bắt đầu ngưng gửi hàng. Và bên dịch vụ họ cũng hiện tại họ cũng đóng chốt để xử lý những cái đơn hàng họ tồn. Thì trong tuần nay một số anh em là thắc mắc hàng đi chậm là do Tết hàng rất là nhiều và nhân viên đi giao bị thiếu nên hàng đi rất là chậm mọi người. Và họ đã ra thông báo là 1-2 ngày nữa họ sẽ đóng chốt luôn và sẽ không nhận nữa, để xử lý tất cả những đơn hàng mà họ tồn từ hôm mấy tuần nay Tết đó, tất cả những, nhất là bên quần áo bên đó họ gửi đơn rất là nhiều nên hàng mình cũng bị tồn theo, nó kẹt kho mọi người, kho nó chứa không hết luôn và nhân viên đi giao thì lại ít nên hàng nó bị tồn, nên mọi người cũng thông cảm giúp. Thì có thể là rạng cũng trong vài ngày nữa rạng cũng sẽ ngưng rồi, gửi hàng đi rồi không đến mọi người, thời gian đến mọi người đó không đúng theo cái yêu cầu, rồi hàng nhiều rồi nó giao chậm, nói chung là chậm trễ nó đủ thứ hết và lại phiền phức, anh em lại buồn phiền. Thôi thì cứ nghỉ sớm, đóng cửa sớm, qua Tết thì bắt đầu mùng 7 lại tiếp tục phục vụ cho anh em câu kéo đó. Thì hôm nay cũng nhân dịp Tết còn lại vài ngày nữa thôi thì shop đang còn khoảng 10 cái bộ đồ giống như bộ đồ đang đang mặc mọi người đó, khoảng 10 bộ nha. Nó thì trong mấy ngày nay nếu mà em mua bất kỳ một con máy Ben nào của shop nó em mua bất kỳ một con máy Ben nào của shop thì shop sẽ tặng kèm theo mọi người một cái áo, có 10 10 áo thôi nha mọi người, tranh thủ nha. Và một cái nón thế này nha mọi người, tặng kèm một cái áo và một cái nón luôn đó, nón đi câu đội mà đỡ nắng đó đây, và một cái áo áo của shop nha mọi người đó. Bất kỳ con máy Ben nào sẽ tặng được một cái áo và một cái nón, tranh thủ nha mọi người. Thì mấy dòng máy Ben này vẫn còn, nếu mà cái dòng Ben mới hiện tại Ben Slam 14 á vẫn áp dụng chương trình là quà tặng 400.000 quà tặng cho mọi người luôn. Là có nghĩa là mọi người mua cái máy, ví dụ bên Slam 14 5.500.000, giá của nó là 5.1 triệu, mà mọi người mua trong thời điểm này sẽ được giảm 400.000, còn lại là 4.7 triệu, 4.7 triệu và miễn phí vận chuyển, tặng thêm một cái áo, tặng thêm một cái nón và đai trùm nồi. À, cái đó chắc chắn phải có rồi, và cái bao đựng máy, quà rất nhiều nha mọi người có nhu cầu thì cứ alo cho Đạt, khuyến mãi cuối năm. Thì còn dòng DX cũng vậy, Slammer 4 thì nó có dòng dòng thường, dòng DX và dòng HS. Dòng DX là cái màu trắng, dòng đó là cao cấp nhất của dòng Slammer 4. Còn lại dòng thường với dòng HS thì hai cái đó là như nhau thôi. Cái thường thì nó
dùng mọi người câu hồ dịch vụ bình thường, còn cái HS thì tốc độ nó cao, mọi người dùng để lua. Lua thì nó cần cái tốc độ cao thì mọi người chọn cái dòng HS. Còn câu hồ dịch vụ, câu giải trí thì đa phần anh em lại chọn cái dòng Slammer 4 thường thôi. HS thì nó lại không có 5,5 mà dòng đạn HS là tốc độ nó quay nhanh để lua, lua biển hoặc là đi câu lua. Rồi kéo thì vẫn còn 10, khoảng 10 cái nha mọi người. Người tranh thủ trong thời gian này sở hữu một con ben mới để cuối năm đi đánh hoặc là đầu năm đi khai trương có máy mới xài. Nói chung là nếu ngoài ben ra mọi người có thể mua Daiwa hoặc Shimano, cẩn thận tặng cho mọi người cái áo của shop và cái nón của shop nha. Thì hôm nay cũng thông báo cho mọi người là lịch nghỉ Tết bắt đầu là 17 17 âm lịch cho tới mùng 7 Tết nha mọi người, thì sẽ mở cửa gửi hàng đi toàn quốc lại cho mọi người. Cũng nhân dịp năm mới, shop rạng xin kính chúc tất cả mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc, đặc biệt là có thật nhiều sức khỏe, vì sức khỏe là quan trọng nhất. Chúng ta còn sức khỏe thì chúng ta làm gì cũng được. Ok, thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ shop. Thì sang năm mới shop sẽ cố gắng làm tất cả những gì để phục vụ cho tốt nhất cho anh em cần thủ. À quên nha mọi người, nếu mà trong thời gian nghỉ Tết á, mọi người có nhu cầu sắm đồ đó, có nhu cầu đặt hàng để qua Tết gửi hàng á, thì mọi người nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại đã có để ở phía trên cái màn hình này, mọi người có thể nhắn tin trực tiếp. Còn không, mọi người có thể lên website, thì mọi người đây, mọi người có thể lên website này. Ok, đang chuyển camera sau lại để cho mọi người dễ nhìn hơn nha. Đó, rồi đây nha mọi người, nếu mà trong thời gian Tết á, mọi người đặt hàng thì mọi người có thể vô trình duyệt trên cái điện thoại chúng ta nè, có cái trình duyệt là chum đây, mọi người bấm vào và mọi người gõ tìm kiếm là đồ câu lê rạng, thì mọi người kéo xuống thì sẽ có cái trang web này, website này, shop đồ câu lê rạng này, là shop cần câu cá.com. Đó, mọi người vào trang web, mọi người có thể chọn mỗi những sản phẩm mà mọi người cần đặt. Mọi người cứ đặt hàng thì qua Tết, tất cả những cái đơn hàng mọi người đặt trên đây thì nó sẽ lưu lại hết, lưu lại trong cái mail đó, trong cái chỗ mà xử lý đơn hàng đó, thì qua Tết rồi sẽ xử lý đơn hàng và gửi cho mọi người thôi. Cần câu thì mọi người có thể vô là chỗ cần câu hoặc là vô phần máy câu nè. Đó, máy câu thì mọi người có thể chọn cần máy gì. Này bấm lộn vô cần rồi nha mọi người. Hoặc là mọi người muốn tìm kiếm một cái sản phẩm gì đó, mọi người vào cái nút ở bên bên trái này. Ở đây này, ở trên này, bấm nhầm. Có chỗ tìm kiếm này. Mọi người gõ vô đây. Mọi người muốn tìm kiếm sản phẩm gì đó, nó sẽ có. Ví dụ máy Ben, là máy Shimano hay máy gì đó. Đó, hoặc là mọi người vô phần sản phẩm. Thì phần mua hàng thì mọi người cứ chọn là một cái size, thí dụ như con máy này mọi người chọn size 5,5, 5,5. Con máy này con máy gì vậy, con máy Ben như người nó 5,5, thì mọi người cứ thêm vào giỏ hàng này đây, mọi người thêm vào giỏ hàng rồi mọi người đi mua tiếp, hoặc là mọi người không thích mua nữa, mua một sản phẩm thì nó sẽ cập nhật cái giỏ hàng cho mọi người. Ở phía bên phải này nó sẽ có một thông báo, mọi người bấm vào cái giỏ hàng và mọi người bấm vào thanh toán, thì tất cả thanh toán là khi khi nhận hàng mới trả tiền nha mọi người chỉ cần để lại tên, số điện thoại và địa chỉ thôi, rồi như vậy là đủ đó. Mọi người bấm vô đặt hàng thì bên shop sẽ lưu đơn hàng lại và qua Tết sẽ xử lý, sẽ gọi lại cho mọi người, gọi đúng số điện thoại và hàng thì nhận nè, đây sản phẩm, và thanh toán là thanh toán nè, trả tiền mặt khi nhận hàng, có nghĩa là xử lý đơn hàng để đây, khi đó thì shop sẽ gọi lại cho mọi người
và gửi hàng đến tận nơi cho mọi người và trả tiền mặt khi nhận hàng. Đó, những đơn hàng thì mọi người đặt. Nó còn mọi người muốn đến shop thì shop có địa chỉ hẳn hoi đây ở phía dưới, có mã số thuế này và map đó mọi người, map đây mọi người tới, mọi người cứ lên đây bấm vô map này chỉ mọi người đến tận nơi luôn nha. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người cứ lên đó đặt hàng thì sau Tết bên shop nó sẽ xử lý những cái đơn hàng mọi người đặt. Còn nếu mọi người không đặt lên đây cứ nhắn tin. Nhiều khi Tết nhất đi đây đó, nhiều khi bỏ điện thoại ở nhà hoặc là nói chung là đủ thứ việc, nhưng mà nhiều khi mọi người gọi lại không nghe được thì mọi người nhớ thông cảm giúp shop nha. Còn nếu mọi người thích món hàng đó, đó đã có review sẵn hoặc là thông tin thì có đầy đủ trên web, mọi người cứ đặt thì qua Tết bên shop Rạng sẽ gọi lại và chốt đơn gửi hàng bình thường cho mọi người. Nó còn không, nếu mọi người cứ nhắn tin vô cái số điện thoại thì khi anh cầm điện thoại lại thì sẽ nhắn tin trả lời là chốt đơn cho mọi người, rồi qua Tết sẽ gửi hàng cho mọi người. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Một lần nữa chúc tất cả mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc. Ok, bye bye mọi người.